Tuyên My xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Ông DeSantis sẽ công bố chiến dịch tranh cử 2024 trên Twitter trong cuộc phỏng vấn với ông Elon Musk. Ông Trump công bố hai video phản ứng khi ông DeSantis tuyên bố tranh cử. Ông McCarthy bày tỏ sự thất vọng về việc Tổng thống Biden không sẵn lòng cắt giảm chi tiêu trong các cuộc đàm phán về mức trợ nợ. Viên tòa xét xử hình sự ông Trump bắt đầu tháng 3 năm sau. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Ông DeSantis sẽ công bố chiến dịch tranh cử năm 2024 trên Twitter trong cuộc vọng vấn với ông Elon Musk. Kính thưa quý vị, Thống đốc Florida, Ron DeSantis sẽ khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của mình vào ngày 24 tháng 5 trong một cuộc phỏng vấn trên Twitter Space với ông Elon Musk. Tin tức về việc khởi động chiến dịch tranh cử này diễn ra sau nhiều tháng suy đoán về việc thống đốc Florida chính thức tham gia cuộc đua năm 2024. Ông DeSantis đang gia nhập một lĩnh vực đang ngày càng mở rộng của Đảng Cộng Hòa mà hiện cựu tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu. Thưa quý vị, ông Brian Griffin, tham vụ báo chí của chiến dịch tranh cử ông DeSantis, đã xác nhận kế hoạch này trong một thông điệp gửi tới The Epoch Times. Fox News là kênh đầu tiên đăng thông tin này. Ông Elon Musk đã tweet lại tin tức của phóng viên Fox News. Ông Trump, người đang dẫn đầu trong lĩnh vực này của đảng Cộng hòa, đã dành nhiều tuần để tấn công ông DeSantis trong các bài đăng trên social và trong các quảng cáo trên kênh truyền hình quốc gia quảng cáo đã tấn công ông DeSantis vì ủng hộ các vấn đề như thuế bán hàng quốc gia trong thời gian ông còn làm việc trong quốc hội, cùng các vấn đề khác. Ông DeSantis phần lớn đã kiềm chế không tấn công ông Trump. Sự kiện công bố này sẽ diễn ra lúc 6 giờ chiều thứ Tư, ngày 24 tháng 5 trên Twitter Spaces. Tính năng Spaces của Twitter cho phép một nhóm lớn người tham gia vào cuộc trò chuyện bằng giọng nói, phiên bản hiện tại của tính năng này không cho phép quay video. Theo mức trung bình của cuộc thăm dò do Real Clear Politics thực hiện vào hôm 23 tháng 5, ông Trump đang dẫn đầu với 56,3 điểm. Ông DeSantis đang ở vị trí thứ hai với 19,4 điểm. Các ứng cử viên hàng đầu khác bao gồm cựu phó tổng thống Mike Pence và cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, cả hai đều là cựu nhân viên dưới thời chính phủ tổng thống Trump. Việc lựa chọn kênh truyền thông khởi động chiến dịch cho ông DeSantis là một bước ngoặt khác trong một năm đầy biến động đối với giới truyền thông. Và tuần trước đó, Fox News chia tay ông Tucker Carlson, người chủ trì chương trình nổi tiếng nhất trong giới truyền hình cáp. Ông Carlson sau đó cho biết ông dự định đưa chương trình của mình lên Twitter. Sau khi mua lại Twitter với giá là 44 tỷ đô la Mỹ vào tháng 10 của năm ngoái, là năm 2022, sau khi tiếp quản, vị CEO tỷ phú này đã chuyển các hồ sơ nội bộ của Twitter cho các ký giả độc lập. Những người sau đó đã công bố các phát hiện của họ trên Twitter. Trước đây, ông Musk đã gợi ý rằng ông đang nghiêng về việc bỏ phiếu cho ông DeSantis. Tổng thống Joe Biden đang hiện được cho là ứng cử viên năm 2024 của đảng Dân Chủ. Ông Robert F. Kennedy, một luật sư và nhà hoạt động về an toàn vaccine, và bà Marianne Williamson, một nhà văn, cả hai đều đã đặt ra những thách thức ít có khả năng đánh bại người đương nhiệm. Ông Trump công bố hai video phản ứng khi ông DeSantis tuyên bố tranh cử. Sau khi thống đốc Florida Ron DeSantis vào tù thứ tư ngày 24 tháng 5 giờ Mỹ, chính thức tuyên bố bước vào cuộc đua trở thành tổng thống Mỹ năm 2024, cựu tổng thống Donald Trump đã phản ứng với tin tức này thông qua mạng xã hội George Social. Ông DeSantis đã phát động chiến dịch tranh cử qua Twitter vào tối thứ Tư ngày 24 tháng 5, với chủ đề chủ đạo là nước Mỹ vĩ đại hồi sinh trở lại. Ông Trump phản ứng bằng việc đăng hai video chiến dịch trên Trust Social. Một video nhận công giúp ông DeSantis thắng cử thống đốc Florida năm 2018, và một video khác gắn nhận ông DeSantis là ứng viên do giới tinh hoa Washington sắp đặt. Thưa quý vị, cáo buộc ông DeSantis bắt trước mình. Video chiến dịch của ông Trump nói, chỉ có duy nhất một Donald Trump và người Mỹ không nên chấp nhận những kẻ mạo danh Trump. Trước khi đăng hai video, ông Trump cũng đã phản ứng với tin tức. Ông DeSantis tham gia tranh cử bằng một bài đăng lại trên Social. Social. Ông đăng lại nhận định của hai tác giả Paul Ingracia và Gavin Wax. Bất cứ thành viên đảng Cộng hòa nào thách thức Trump đều không thể là nước Mỹ trên hết. Trước đó vào sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 5 theo giờ Mỹ, ông Trump cũng đã nhiều lần tấn công trực diện ông DeSantis. Ông Trump đã viết trên Truth Social, ông DeSantis đã và đang là học trò của Rhino Paul Ryan tồi tệ và nhiều người khác nữa. Ông cho biết thêm rằng ông DeSantis cần phải cấy ghép cá tính. Cựu Tổng thống Trump cũng nhiều lần gọi ông DeSantis là kẻ bất trung, nhấn mạnh rằng Ron DeSantis cao đạo đã thua to khi ông ta bắt đầu lần đầu tranh cử thống đốc Florida và phải nhờ ông Trump chứng thực để gia tăng sự ủng hộ. Ông Trump viết, ông ta đã đến gặp tôi nhờ giúp đỡ. Ông Trump nói với ông DeSantis đang chuẩn bị trời cuộc đua trước khi ông Trump chứng thực. Cựu Tổng thống cho biết rằng, sau khi ông được ủng hộ, ông DeSantis đã đi từ thua to đến thắng lớn. Ông Trump nhiều tháng qua đã nhắm mục tiêu tấn công ông DeSantis, người được xem là đối thủ hàng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào đầu năm tới. Ông DeSantis đã liên tục xếp thứ hai sau ông Trump trong các cuộc thăm dò dân Ý thời gian qua. Ông cùng với ông Trump là hai ứng viên tổng thống năm 2024 duy nhất của Đảng Cộng Hòa, nhận được tỷ lệ ủng hộ hai con số theo chỉ số thăm dò trung bình của trang Real Clip Politics. Ông McCarthy bày tỏ sự thất vọng về việc Tổng thống Biden không sẵn lòng cắt giảm chi tiêu trong các cuộc đàm phán về mức trần nợ. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Cộng hòa California, đã bày tỏ sự thất vọng về việc Tổng thống Joe Biden không sẵn lòng cắt giảm chi tiêu tùy nghi của liên bang vào năm 2024 để đổi lấy việc nâng mức trần nợ. Ông McCarthy nói với các phóng viên hồi trưa hôm ngày 24 tháng 5 rằng, vấn đề này dường như không khó đến mức như vậy. Sau đó, Chủ tịch Hạ viện đã liệt kê một loạt những lời phàn nàn về Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ. Ông McCarthy nói rằng đảng Dân Chủ đã chi tiêu quá tay, đẩy đất nước lâm vào cảnh nợ nần, gây ra lạm phát, gia tăng sự phụ thuộc vào Trung Quốc và khiến bốn ngân hàng phá sản và làm tất cả những điều này trong khi Tổng thống từ chối đàm phán về việc tăng mức trần nợ trong hơn 3 tháng. Thưa quý vị, mặc dù bày tỏ hy vọng rằng vẫn có thể đạt được một thỏa thuận kịp thời để ngăn chặn việc Hoa Kỳ vỡ nợ, nhưng ông McCarthy vẫn thường bày tỏ giọng điệu thận trọng. Ông McCarthy nói, tôi không phải là một thường nghị sĩ, tôi không kiểm soát tượng viện, tại sao họ không thông qua một cái gì đó? Tổng thống đã không nói chuyện với chúng tôi trong 97 ngày, vì vậy, đừng đổ lỗi cho tôi vì đã liên hệ với đảng Dân Chủ, vì đã thỉnh cầu Tổng thống gặp tôi và cố gắng tìm ra một giải pháp. Đạo luật giới hạn, tiết kiệm, tăng trưởng, một kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm tăng mức trần nợ trong khi giảm chi tiêu với liên bang, đã được Hạ viện thông qua vào hôm 26 tháng 4 chỉ với một lần bỏ phiếu. Dự luật này sẽ giảm chi tiêu liên bang vào năm 2024 là năm sau, hạn chế tăng trưởng chi tiêu trong 10 năm đang yêu cầu làm việc đối với một số người nhận các dịch vụ xã hội, thu hồi các quỹ COVID-19 chưa chi tiêu và nới lỏng các yêu cầu có phép đối với dầu mỏ và khí đốt. Theo Bộ trưởng Ngân khố Zealand, Bộ Ngân khố có thể thiếu ngân sách để đáp ứng đầy đủ tất cả các nghĩa vụ tài chính ngay sau ngày 1 tháng 6 nếu không được vay thêm. Ông McCarthy nói, đó không phải là lỗi của tôi khi đảng Dân Chủ ngày nay đã trở nên quá cực đoan, quá nghiêng về xã hội chủ nghĩa đến mức họ phản đối các yêu cầu về làm việc, đến mức họ phản đối việc tiết kiệm ít hơn 1 đô la so với số tiền mà quý vị đã chi tiêu trong năm trước. Điều đó đối với tôi thực sự dường như vấn đề chính là đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa bắt đầu bằng cách yêu cầu giảm chi tiêu tiền ngay của liên bang cho năm 2024 xuống mức năm 2023. Điều đó đã trở thành như một điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán Tuy nhiên, ông McCarthy gần đây đã sử dụng cụm từ chi tiêu ít hơn chúng ta đã chi tiêu năm ngoái, có lẽ báo hiệu cho sự sẵn sàng chấp nhận một mức cắt giảm chi tiêu ít hơn. Ông McCarthy hỏi, tôi đã bao giờ nói, quý vị phải đồng ý 100% với những gì tôi muốn chưa? Cho thấy ông sẵn sàng có một chút nhượng bộ với đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ông nhắc lại điều không thể thương lượng của mình không tăng hạn mức nợ nếu không có một thỏa thuận giảm chi tiêu nào đó vào năm 2024. Quý vị thân mến, khi được hỏi liệu công chúng có đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa nếu vỡ nợ là kết quả của cuộc chiến về mức trần nợ này hay không, ông McCarthy đầu tiên bác bỏ gợi ý rằng vỡ nợ sẽ xảy ra. Sau đó ông chuyển sang quy trách nhiệm cho đảng Dân Chủ về tình trạng bế tắc hiện tại. Ông McCarthy nói thêm, tôi không nghĩ mình phải nói ai là người có lỗi, nếu đảng Cộng hòa đã thông qua một dự luật nâng mức trần nợ, đã làm điều đó một cách có trách nhiệm và hợp lý, thì tôi nghĩ người dân Mỹ hiểu điều đó. Đảng Dân Chủ tiếp tục tô vẽ sự bất đồng này bằng những thuật ngữ đối lập, cáo buộc ông McCarthy và đảng Cộng hòa sử dụng hạng mức nợ để củng cố nghị trình của họ thành luật thay vì tuân theo quy trình lập pháp. Dân biểu Jim McGovern, Dân chủ Massachusetts cho biết tôi vừa nghe cuộc họp báo của ông Kevin McCarthy. Có vẻ như ông ấy thật sự lo lắng về việc vỡ nợ, điều mà tôi nghĩ sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng ta. Ông McCarthy nói thêm, quý vị biết đó, ông ấy không đàm phán, ông ấy đang đưa cho chúng tôi các ghi chú đòi tiền chuột, gợi lên phép ẩn dụ thường được Tổng thống sử dụng rằng đảng Cộng hòa đang bắt nền kinh tế Hoa Kỳ làm con tin để đổi lấy các yêu cầu của họ đây là về việc thanh toán các hóa đơn mà chúng ta đã tích lũy, ông McCormick nói thêm về việc đàm phán mức trần nợ. Nếu quý vị không muốn tích lũy những hóa đơn này thì đừng chi tiêu những nơi để làm điều đó trong quá trình phân bổ ngân sách. Khoảng 60% người Mỹ tin rằng quốc hội chỉ nên tăng mức trần nợ nếu việc cắt giảm chi tiêu cũng được thực hiện. Theo một cuộc thăm dò của CNN và HSRS được công bố hôm ngày 24 tháng 5, khoảng 24% số người được hỏi cho biết hạn mức này nên được nâng lên bất kể điều gì xảy ra. Chỉ 31% số người được hỏi cho biết Tổng thống có những ưu tiên đúng đắn, mặc dù con số này ở những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa là 29%. Chỉ có 35% số người tán thành cách ông Biden quản lý ngân sách liên bang. Bất chấp bế tắc trong các cuộc đàm phán, ông McCarthy cho biết ông quyết tâm tìm ra giải pháp. Tôi sẽ không bỏ cuộc, chúng ta sẽ không vỡ nợ, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi có thể tìm ra giải pháp. Ông McCarthy cho biết các nhà đàm phán của Đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ trở lại Tòa Bạch Ốc để tiếp tục đàm phán vào ngày 24 tháng 5. Phiên tòa xét xử hình sự ông Trump bắt đầu tháng 3 năm sau. Một thẩm phán hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 5, cho biết ông Donald Trump sẽ phải đối mặt với phiên tòa hình sự ở New York vào ngày 25 tháng 3 năm 2024. Điều đó có nghĩa rằng cựu tổng thống Mỹ sẽ bị xét xử vào thời điểm chiến dịch tranh cử dành để cử tổng thống Mỹ năm 2024 của Đảng Cộng hòa đang diễn ra sôi nổi. Thưa quý vị, ông Trump đang bị buộc tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm. Ông dự kiến sẽ đi khắp đất nước vào mùa xuân tới cùng các đối thủ của ông khi các tiểu bang tổ chức các cuộc tranh cử làm ứng viên, đề cử tổng thống của đảng. Thẩm phán Juan Machan tại bang Mạc Tàng đã công bố ngày diễn ra phiên phép xử. Ông Donald Trump là vào ngày 25 tháng 3 của năm sau, là năm 2024. Ông là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị buộc tội hình sự và hiện là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa năm 2024. Thẩm phán Merchant cũng khuyên ông Trump nên hạn chế thảo luận công khai về một số bằng chứng nhất định do các công tố viên giao nộp. Ông Trump đã không nhận 34 tội hình sự trong một bài đăng trên mạng xã hội Social vào hôm 23 tháng 5. Ông Trump cho biết quyền tự do ngôn luận của ông đã bị vi phạm. Ông Trump viết, họ buộc chúng tôi phải ấn định ngày xét xử là 25 tháng 3, ngay giữa thời điểm bầu cử sơ bộ, nó được gọi là can thiệp bầu cử. Về phía các công tố viên New York, họ nói rằng ông Trump đã tìm cách che giấu các khoản bồi hoàn cho luật sư lúc bấy giờ là ông Michael Cohen, khoản thanh toán 130.000 đô la. Ông Cohen cho biết khoản tiền trên trả cho bà Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, để đối lấy sự im lặng trước cuộc bầu cử năm 2016 về vụ quan hệ ngoài hôn nhân mà bà nói rằng bà đã có với ông Trump, điều mà ông Trump phủ nhận. Theo các công tố viên, các khoản bồi hoàn đã che giấu hành vi vi phạm luật bầu cử New York và vi phạm giới hạn đóng góp cho chiến dịch tranh cử theo luật bầu cử liên bang. Thẩm phán khẳng định các hạn chế không cản trở chiến dịch tranh cử của ông Trump. Trong phiên điều trần vào hôm 23 tháng 5, ông Trump nói với tòa rằng ông có một bản sao lệnh ngày 8 tháng 5 hạn chế ông tiết lộ một số bằng chứng cho bên thứ ba, bao gồm các hãng tin tức và trên mạng xã hội. Luật sư của ông Trump, ông Todd Blanche, cho biết ông Trump lo ngại lệnh này vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông theo tu chính án thứ nhất. Như ông Blanche cũng giải thích với thân chủ của mình rằng thẩm phán Merchant không có ý định cản trở bài phát biểu của ông Trump và lệnh hạn chế đó không phải là lệnh bịt miệng. Điều này chỉ ngăn cản ông công khai về vụ việc. Thẩm phán Merchant cho biết ông không có ý định hạn chế khả năng vận động tranh cử của ông Trump và cho biết cựu tổng thống chắc chắn sẽ có quyền từ chối các cáo buộc. Ông ấy có quyền tự bảo vệ mình trước các cáo buộc. Thẩm phán hôm ngày 23 tháng 5 cũng cho biết rằng nếu ông Kham vi phạm các hạn chế, ông có thể bị kết tội không tuân lệnh và xem thường tòa án. Các hạn chế đặt ra cho ông Kham liên quan đến biên bản đại bồi thẩm đoàn, lời khai của nhân chứng và các tài liệu khác mà các công tố viên được yêu cầu chuyển cho bên bào chữa để chuẩn bị xác xử. Các công tố viên cho biết lệnh này là cần thiết vì lịch sự tấn công mạng xã hội của ông Kham và nguy cơ các nhân chứng có thể bị quấy rối. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đồng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.ptva.com.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.